Hey! Hay, hay, hay quá, hay. Hay, hảo công phu, hay. Hay. Hay quá. Đẹp quá. Hay. Võ công giỏi. Hay. Hay. Tô Công Công tới. Nguyện lệnh lừa năm quan tranh công. Ta bảo này Ngũ đại nhân, sao nhà môn chỉ có mình ngài vậy? Trước giờ ta biết cách lãnh đạo, họ cho rằng mình không đủ cấp bậc nên tránh mặt rồi. Ngũ thập thành tiếp chỉ, phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Dạo này huyện Thanh Hà xã hội yên ổn, bách tính an cư lạc nghiệp. Huyện lệnh huyện Thanh Hà, Ngũ thập thành, liêm khiết yêu dân, cương trực thẳng tính, chí công vô tư, tự giác nghiêm cẩn, là phúc của Đại Thanh, nên biểu dương khen ngợi. Phong Ngũ thập thành làm 10 huyện lệnh giỏi, toàn quốc cảm động Đại Thanh. Ngoài ra, bởi do những năm qua huyện Thanh Hà tiến bộ xuất sắc, nên mời Ngũ thập thành báo lên những người có công, phong làm người có công hiến đặc biệt ở huyện Thanh Hà, ban cho một cúp vàng, nhận bổng lộc bát phẩm. Khâm thử. Ngũ thập thành tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nặng quá. Ta bảo ngài Ngũ đại nhân, người có công hiến đặc biệt ở huyện Thanh Hà chỉ có một, chờ ngài quyết định xong báo lên triều đình, công văn của hoàng thượng sẽ tới ngay. Xin Tô Công Công chuyển lời với hoàng thượng, ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng, đảm bảo người đạt giải danh xứng với thực. Mà thiếu cô chưa tới sao? Liên quan gì tới bãi? Ta ở đây. Ta tới rồi, ta tới rồi. Tô Công Công, Ngũ phu nhân, lão gia, đắc ý. Mà thúy cô là chỗ quen biết cũ của Lan quý phi. Hoàng thượng đặc biệt dặn dò, chuyện này cần Ngũ đại nhân và phu nhân Ma Thúy Cô bàn xong mới định đoạt. Tô Công Công, ý hoàng thượng là sao vậy? Ý gì? Câu này dịch ra là quyền của Ma Thúy Cô lớn hơn ngài. Cho dù Ngũ đại nhân chọn ai thì Ma Thúy Cô cũng có thể phủ quyết. Đây gọi là phiếu quyền phủ quyết. Câu này trước đây chưa nghe nói phải không? Nào, Ngũ phu nhân, cảm ơn Tô Công Công. Nào, cảm động quá. Chấp nhận số phận đi. Nào các huynh đệ, vất vả rồi, mình cùng uống trà. Nào.
Nào, lão Lu, hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền? Sao rồi? Không giấu riêng đó chứ? Nói gì vậy hả? Có ai nói chuyện như vậy không? Không giấu riêng thì thôi. Cô huynh hét kìa, làm như có giấu thật vậy. Ơ này, huynh, lão Lu, lão huynh đi đứng nghiêng về một bên. Là do bạc nặng quá phải không? Thôi đi, ăn nói lung tung. Giữ nguyên, đừng cười. Diễn đi. Đừng cười, đừng cười. Giữ nguyên cái gì? Không có là không có. Mọi người đang sử dụng nhân cách của ta. Được rồi, mọi người làm gì thế hả? Coi mọi người làm Lưu chủ bộ tức kìa. Lưu chủ bộ không phải người như vậy. Chủ bộ, mình đừng giận họ. Ta tin huynh. Huynh đệ tốt. Mình để cho họ xét người. Xét. Nào 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 nào. Xét đi. Ý hay, mau. Đừng đừng đừng. Bọn ta phải xét. Đứng lên, đứng lên. Xét. Móc ra. Không có chứ. Xê ra. Đùa thôi. Đùa gì? Không có chứ gì. Thực ra ta tin huynh mà. Biến giùm. Qua kia đi. Chuyện gì vậy hả? Ta có ý tốt, đưa các huynh đệ ra ngoài. Mọi người làm thế chẳng phải là sỉ nhục nhân cách của ta sao? Lưu chủ bộ, không có ý gì đâu. Chúng ta cùng làm việc, dù có kiếm được nhiều tiền thì cũng phải chia ra làm năm chứ, đúng không? Đừng nói nữa, sau này thân ai nấy lo. Đừng giận mà, chẳng chịu tin người ta. Thúc thúc, rơi bạc kìa. Hỷ thước, bắt đầu đi. Đại hội ăn mừng hôm nay chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chúc mừng lão gia ta giành được danh hiệu vinh dự 10 huyện lệnh giỏi toàn quốc. Hay. Hay. Tiếp theo, mời lão gia phát biểu cảm nhận khi nhận giải. Hay. Sau nhiều năm tự mình cố gắng, hôm nay bản quan mới có được thành tích cao như vậy. Trước tiên phải cảm ơn hoàng thượng đã lãnh đạo ta, càng cảm ơn sự ủng hộ của bách tính huyện Thanh Hà. Tất nhiên người nên cảm ơn nhất là phu nhân Ma Thúy Cô của ta. Hay. Lão gia, còn nữa không? Còn gì nữa? Đúng vậy đó, lão gia. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Hết rồi, lão gia. Sao có thể hết được chứ? Đúng vậy đó, lão gia. Ngài nghĩ lại xem. Không phải. Không phải. Này là hoàng thượng trao cho ta. Mấy người ồn ào cái gì? Đúng vậy đó. Mấy tên võ phu là o hú hét. Thật mất lịch sự. Đúng. Lưu chủ bộ nói hoàn toàn chính xác. Lão gia, ngài xem, huyện Thanh Hà chỉ có ta. Thôi đi, thôi đi. Được rồi, được rồi. Mấy người là ngón tay của ta. Tuy giơ ra dài ngắn khác nhau, nhưng bảo ta chọn người nào tốt nhất thì ta không chọn được. Nào, nào, nào. Không sao. Lão gia không nghĩ ra thì còn ta. Thế này, mình tổ chức cuộc thi tranh bá nhân viên tốt huyện nha Thanh Hà thế nào? Được. Thi thì thi. Hay. Chào mừng mọi người tới dự cuộc thi tranh bá nhân viên tốt huyện nha Thanh Hà. Trước tiên, chúng ta cùng mời hai giám khảo cấp cao, huyện lệnh Thanh Hà, Ngũ Thập Thành, Ngũ Tiên Sinh và phu nhân của ngài ấy, Ma Thiếu Cô, Ma Nữ Sĩ.
Hay. Người chiến thắng hôm nay sẽ thành người có cống hiến kiệt xuất cho huyện Thanh Hà, nhận được một cúp vàng do triều đình trao thưởng. Vòng thi đầu tiên là diễn giảng ngẫu hứng, mời tuyển thủ số 1. Hay. Truy Thái Phong, huynh đẹp nhất. Truy Thái Phong, huynh đẹp nhất. Chào hai giám khảo. Bà con, cô bác, chào mọi người. Lúc này tâm trạng của ta vô cùng kích động. Thật sự ta không biết mình đã cống hiến gì cho huyện Thanh Hà. Ta chỉ làm được phần giàu lòng yêu thương thôi. Ví dụ như tối qua, trên đường về nhà, ta đi ngang nhà của Lão Đặng. Ngay lúc vợ Lão Đặng sinh con, Lão Đặng không có kinh nghiệm về chuyện này. Lúc đó cực kỳ nóng ruột. Ngay lúc vô cùng căng thẳng đó, ta không nói câu nào, chạy như tên bay đi mời bà đỡ tới. Sau đó mọi người đoán xem thế nào? Mẹ con bình an. Hay. Ngươi làm rất tốt. Ta cho ngươi cái này. Cảm ơn phu nhân. Tiếp theo, chúng ta mời tuyển thủ số 2. Hay. Nam bắt đầu. Nam bắt đầu. Huyện Thanh Hà huynh giỏi nhất. Lão gia, phu nhân, bà con cô bác huyện Thanh Hà, mọi người vất vả rồi. Hay. Nam bắt đầu ta sinh ra ở Thanh Hà, lớn lên ở huyện Thanh Hà. Ở huyện Thanh Hà có nhiều họ hàng nhất. Tại sao lại nói vậy? Ta lấy một ví dụ. Ví dụ hàng xóm ta là lão Trần Đầu, không con cái. Mấy năm trước vợ cũng mất, sống lẻ loi một mình. Từ khi nhận ta làm cha nuôi, không, sau khi ta nhận lão Trần Đầu làm cha nuôi, ông ấy không còn cô độc. Ông ấy rất vui. Vì ta tốt với lão Trần Đầu nên ở huyện Thanh Hà ta có nhiều cha nuôi lắm. Nên ta dám nói, bà con cô bác huyện Thanh Hà sẽ không cô độc, mọi người đều sẽ rất vui vẻ. Hay. Cảm ơn, cảm ơn. Lão gia, cảm ơn phu nhân. Tiếp theo là tuyển thủ số 3. Huynh ấy có đem bất ngờ gì cho chúng ta không? Chúng ta hãy chờ đón xem. Xin mời Lưu chủ bộ. Hay. Nghĩa thủ, nghĩa thủ, mãi mãi yêu huynh. Chào hai giám khảo đáng kính. Chào mọi người. Hay. Hôm nay ta chỉ muốn nói một câu. Ta quyết định từ bỏ cúp này. Từ bỏ sao? Ta nói vậy bởi vì cảm thấy ta là người bình thường nhất huyện Thanh Hà, không có tư cách để tranh công. Huynh ấy chơi chiêu gì thế? Đó gọi là lạc. Lạc gì đó? Lạc nát đá tan. Sai rồi. Vậy thì lạc mềm buộc chặt. Đúng, đúng, đúng rồi. Tuy ta không có duyên với giải này, nhưng ta vẫn sẽ âm thầm cống hiến cho huyện Thanh Hà, âm thầm dâng hiến tuổi trẻ của ta, trái tim ta và sinh mạng ta, dâng hiến toàn bộ cho huyện Thanh Hà. Hay. Nói rất hay. Những năm trước vì quá bận rộn công việc mà rất lâu rồi không về nhà. Cha mẹ ta
mất rồi. Thế nhưng ta chẳng gặp mặt được lần nào. Những năm gần đây vẫn vì bận rộn công việc, ta vẫn độc thân, thiếu thốn tình cảm, diễn đạt ghê. Nghĩ tới việc này, ta cảm thấy cuộc đời thất bại này, mình đã sống như thế nào vậy? Nhưng mỗi khi tới lúc này, ta đều nhắc nhở bản thân, Lưu Nghĩa Thủ, ngươi phải nhớ, chỉ cần ngươi hy sinh thầm lặng vì huyện Thanh Hà, là ngươi đã thành công rồi. Hay, hay, hay. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Lão gia, phải cho cái này, cái này. Cảm ơn phu nhân. Lưu Nghĩa Thủ, lão gia khen ngươi 100 lần. Cảm ơn lão gia, cảm ơn. Không nói nhiều nữa. Lão gia cho ngươi cái này, cảm ơn. Cảm ơn lão gia. Vòng đầu diễn giải kết thúc, chỉ có Lưu chủ bộ nhận được 2 dấu tích từ giám khảo. Chúc mừng Lưu chủ bộ thành công vào vòng chung kết. Lão gia, rõ ràng là làm màu. Không phải ta ăn gian, ta đi bài tình cảm cũng vô ích. Phản đối không được, ăn gian. Các tuyển thủ còn lại đừng nóng vội, mọi người vẫn còn có cơ hội. Tiếp theo chúng ta xin mời Nhất Căng Cân, Sỏi Đại Đảm. Hay. Lão gia, phu nhân, hai vị nghe ta nói, hôm nay ta giới thiệu một người cho mọi người. Kẻ này hôm nay tới để cảm ơn. Trước đây hắn là ăn mày, mỗi ngày đều xin ăn ở dọc đường, cơm không đủ no. Kể từ khi quen biết ta, ta chẳng những giải quyết vấn đề cơm nước cho hắn, mà còn giới thiệu hắn tới chạy bàn ở quán món quê của tỷ tỷ ta. Thế nên kể từ đó hắn không phải lo gì nữa. Người ta nói là Lão Trương, đúng không Lão Trương? Đúng, ta là tên lang thang đó. Ta chứng minh cho huynh. Hay. Nhất Căng Cân, nhìn xa trông rộng, ta cho ngươi cái này. Cảm ơn phu nhân. Cảm ơn lão gia. Chào mọi người, ta tên Sỏi Đại Đảm. Hôm nay bằng hữu ta lão Lý đã cố tình đến đây cổ vũ trợ quay cho ta. Đúng, ta ở đây. Chào mọi người. Tại sao thế? Vợ chồng lão Lý bán bánh nướng lâu rồi, về nhà rất khuya. Cặp sinh đôi 6 tuổi của họ không những không ai lo, mà cũng không có tiền đi học. Cơ mà hai đứa bé này lại cực kỳ thích đi học. May mà có ta tự móc tiền túi cho hai đứa bé đó tới trường học. Lão Lý, giờ hai vợ chồng yên tâm rồi chứ? Yên tâm. Hay, hay. Sỏa Đại Đảm, lão gia không ngờ ngươi tự bỏ tiền cho hai đứa bé đi học. Xem ra số bạc các ngươi đánh lẻ kiếm được đều chi cho người khác. Nên lão gia rất mừng, đồng thời cũng rất cảm động. Lão gia, vừa nghe đã thấy là không thật rồi. Lão gia, không hay rồi, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Sao thế? Phát hiện một thi thể ở giọng Xuân Lâu. Lão gia, nghe đồn 50 năm trước giọng Xuân Lâu là nơi nổi tiếng nhất huyện Thanh Hà. Ông chủ tên là Hoàng Tam Thái, người ra vào toàn là quan lại quyền quý. Được rồi, được rồi, lời đồn để sau đi. Chúng ta tìm manh mối trên thi thể này trước đã. Mọi người đừng ngây ra nữa. Nhìn thấy gì chưa? Lão gia, nãy ta nhìn thấy mặt nạn nhân. Người này chắc chết chưa lâu. Mọi người xem,
Vết đau chắc là nhát chí mạng. Trong tay nạn nhân còn cầm cây gậy, chắc là muốn tự cứu mình, nhưng tiếc là không thành công. Dòng da này chắc là thể ra vào ở quán trọ Cát Tường. Xem ra nạn nhân là người dùng khác, tạm trú ở quán trọ Cát Tường. Chuyện không thể chậm trễ, mau tới quán trọ Cát Tường. Lão gia, ta đi với ngài. Ta cũng đi. Lão gia, ta chạy nhanh nhất. Ta đi, ta đi. Được rồi, lúc mấu chốt đừng có tranh nhau nữa. Luật cũ, Lưu Nghĩa Thủ, ngươi theo lão gia tới quán trọ Cát Tường, xóa đại đảm truy phong thái. Hai người chuyển xác về huyện nha. Nam bắt đầu nhức căng cân. Hai người ở lại đây, tìm xem còn manh mối nào khác không. Dân lão gia. Ngũ đại nhân, mời đi bên này. Khách phòng số 3, ngài nói ở thôn Cát Gia, huyện kế bên. Tên hắn là Cát Tử Xuân. Vậy hắn trông như thế nào? Tầm 30 tuổi, cao hơn ta một chút, hơi đen, khá gầy. Lão gia, ta thấy nạn nhân rất có thể là Cát Tử Xuân. Cái gì? Ngài nói Cát Tử Xuân chết rồi sao? Ôi trời ơi, sao hắn chết bất thình lình như vậy chứ? Ông chủ, xem ra ông là người trọng tình trọng nghĩa. Ta trọng tình nghĩa cái gì mà trọng tình nghĩa chứ? Hắn ta nợ ta tiền phòng mấy tháng. Hắn chết thế này, ta biết tìm ai đòi đây? Ngũ đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Được rồi, ông có thể đưa ta đi xem phòng của hắn không? Bên này. Đại nhân, ngài xem đi, đây là phòng hắn ở. Chỉ để lại một đống vải rách này, không có lấy một vật đáng giá. Ngài bảo ta phải xử lý sao đây? Không sao, bọn ta sẽ đem những thứ này về điều tra. Ông chủ, Cát Tử Xuân có kẻ thù nào không? Làm sao ta biết được? Lần cuối ông gặp hắn là khi nào? Sáng hôm qua, lúc hắn ra ngoài, ta còn giục hắn trả tiền phòng. Còn nói với ta là hắn sắp phát tài, thành người giàu gì đó. Phát tài? Thành người giàu gì? Chuyện này ta không biết. Ta chỉ mong hắn phát tài, về trả bù tiền phòng cho ta. Sao hắn chết đột ngột như vậy chứ? Lưu Nghĩa Thủ, gói đồ lại đem về. Rõ. Thăng đường. Uy vũ. Tướng công ta, Cát Tử Xuân chết không rõ ràng. Đại lão gia Thanh Thiên, ngài phải làm chủ cho dân phụ. Cô yên tâm, nhất định ta sẽ tìm ra hung thủ giết tướng công cô. Cô có thể nói cho lão gia biết vì sao Cát Tử Xuân tới huyện Thanh Hà không? Ta không biết gì hết. Tên đàn ông đáng băm dằm Cát Tử Xuân, hơn nửa năm rồi không về nhà. Vậy tướng công cô làm nghề gì? Chàng ta giống là một thư sinh yên phận. Mấy năm trước từng tới hội văn kinh thành, xem một quyển sách tên Đại Thanh Tầm Bảo Ký. Nghe nói có thể tìm kho báu của cải khắp thiên hạ. Đại Thanh Tầm Bảo Ký. Lưu chủ bộ, mau tra xem sách đó là gì. Dân lão gia, kể từ khi Cát Tử Xuân đọc quyển sách đó thì cứ như ma nhập vậy, hoàn toàn nghe theo sách đi tìm bảo bối, bỏ luôn học hành, tối ngày đi tìm bảo vật. Nửa năm trước có về nhà một lần, nghe nói chàng ta muốn tìm một viên dạ minh châu liên quan tới việc hưng suy của Đại Thanh, với lại còn nói sẽ nhanh thôi sẽ tìm được. Dạ minh châu? Phải. Vậy cô có biết dạ minh châu này ở đâu không? Xem ra Cát Tử Xuân vì tìm ra dạ minh châu nên mới gặp họa sát thân.
Rất có khả năng. Vậy mau bẩm báo cho hoàng thượng đi. Bẩm báo hoàng thượng làm gì? Gọi hình bộ tới điều tra. Thôi dẹp đi, hình bộ xử án còn không bằng ta kìa. Ông ra vẻ cái gì? Quốc bảo đó, vụ án quốc bảo phải do hình bộ điều tra, không phải ông tra đâu. Ta ra vẻ cái gì? Bà đừng quên là hoàng thượng cử ta tới huyện Thanh Hà làm quan phụ mẫu. Sao ngày không cử bà tới? Ông quát ta sao? Ăn no rửng mỡ hả? Ta biết hoàng thượng cho ta quyền phủ quyết, ông không vui. Đúng, ta dùng lông gà làm lệnh tiễn đó thì sao? Ta không nói thế, ông nghĩ thế. Được, bà tìm hoàng thượng đi. Xin ngài cử bà tới đây làm huyện lệnh. Ta làm chắc chắn tốt hơn ông nhiều. Giờ ta đi tìm hoàng thượng, hoàng thượng chắc chắn sẽ giúp ta. Vậy đi đi. Đi. Ông ra ngoài ngủ. Được. Nam tử hán nói một là một. Bà bảo ta ngủ, ta không thèm ngủ. Đứng lại. Sao? Ra ngoài. Được. Ngũ thập thành tiếp chỉ. Ai đó? La lối gì đó? Thánh chỉ. Ngũ thập thành tiếp chỉ. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Dạo gần đây nghe nói huyện Thanh Hà có án mạng liên quan tới Dạ Minh Châu, tiên hoàng làm mất. Chuyện này hệ trọng, nên cử ngự sử triều đình Đức Toàn An, người luôn theo đuổi vụ án này, 3 ngày sau tới huyện Thanh Hà hỗ trợ phá án. Lệnh cho Ngũ Thập Thành phải tích cực phối hợp, mau chóng phá án, tìm lại Dạ Minh Châu, khâm thử tạ chủ Long Ân, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mời Tô Công Công. Ta bảo này Ngũ đại nhân, hoàng thượng giao vụ án này cho ngài làm, có thể nói là cực kỳ tin tưởng ngài. Đa tạ Tô Công Công cất nhắc, hạ quan sẽ dốc sức phá vụ án này. Nào, uống trà. Theo lão nô thấy, đây là cơ hội tốt để lập công, phá được vụ án, thăng quan tiến chức, sẽ không thiếu phần của ngài đâu. Đúng rồi Tô Công Công, hoàng thượng có nhắc thời hạn cuối để chọn người cống hiến đặc biệt ở huyện Thanh Hà không? Ngũ đại nhân của ta ơi, lúc đó hoàng thượng ban thưởng là vì chỗ ngài thái bình, nhưng giờ thì hay rồi, chỗ ngài có án mạng rồi. Hoàng thượng suốt ngày lo nghĩ về Dạ Minh Châu, làm gì có tâm tư nghĩ tới việc khi nào ban thưởng cho các người chứ? Thật tình. Nhưng cúp đó đã đặt rồi, đâu thể đem đi được chứ? Đúng là không thể đem đi. Nhưng lão nô phải nhắc ngài dốc lòng xử lý án đi. Nếu không tìm ra Dạ Minh Châu, khiến Long Nhan đại nộ, nhẹ thì bãi chức quan để điều tra, nặng thì chém cả họ. Lão gia, ăn cơm. Lão gia, ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Nói đi, làm gì thế hả? Ông cao có nhìn ta thế kia. Phu nhân, không phải ta ra vẻ cao có, mà giờ ta đang sức đầu mẻ tráng, lửa xém lông mày. Lão gia đừng sợ, có ta đây. Ta được hoàng thượng cử tới giám sát quản thúc ông, đừng sợ gì hết nha. Không cần đâu, hoàng thượng lại cử thêm người tới quản ta rồi, lại thêm một người.
Ông nạp thiếp đó sao? Ta không tha cho ông. Nạp thiếp cái gì? Để tìm Dạ Minh Châu. Hoàng thượng cử một ngự sử tên Đức gì đó An tới hỗ trợ điều tra. Đó chẳng phải là hoàng thượng cử người tới quản ta sao? Cái người ông nói có phải tên Đức Toàn An? Đúng vậy, Đức Toàn An. Trong cung có bài thơ ca tụng ngải, hỷ thước chuẩn bị nhé. Đức Toàn An, Đức Toàn An, người già gặp ngài đều an khang, trẻ con gặp ngài đều khỏe mạnh, phụ nữ gặp ngài mắt sáng như sao, đàn ông gặp ngài mắt long lanh, mắt long lanh, mắt long lanh, mắt long lanh. Ta còn ở đây mà, lòng rối bời, lòng rối bời. Ngươi có quản không, ngươi có quản không? Ta quản được chưa? Ngươi có quản không, ngươi có quản không? Đi trang điểm, đi trang điểm. Ôi mẹ ơi, phụ nữ mà mê trai là mất não ngay và luôn. Trang điểm gì? 3 ngày nữa mới tới mà. Ngũ đại nhân, ngài lại tới vì Cát Tử Xuân phải không? Đúng thế. Dạo này có ai khả nghi tới tìm hắn không? Dạo này thì không. Vậy bọn ta có thể vào xem phòng hắn thêm một lần nữa không? Được, mời Ngũ đại nhân. Ai đó? Mau, đuổi theo, rõ. Chạy rồi. Mọi người mau xem, sao phu nhân lại ở đó chứ? Mau, mau lên. Qua trong sương. Mà thiếu cô, ta lệnh cho bà chém hắn. Ta, bà. Cuồng đồ to gan. Có biết ta là ai không? Ta đường đường là nguyện lệnh thất phẩm. Đây, Ngũ Thập Thành. Ta là đới đao ngự sử tứ phẩm Đức Toàn An. Đúng là giỏi hơn ta. Mà thứ cô, bà không khỏe chỗ nào sao? Tránh ra, tránh ra. Chuyện gì thế này? Đi chưa, chưa từng thấy ai mê trai sao? Đi, đi. Ngũ đại nhân, chuyện hôm nay đã đắc tội rồi, mong lượng thứ. Đâu có, người không biết không có tội. Đức đại nhân, mời ngồi, mời ngồi. Đức. Mà thiếu cô, bà làm cái gì đó? Ơ hay, bà khùng hả? Xin lỗi Đức đại nhân, ngài chê cười rồi, hỷ thước. Hỷ thước. Hai người qua đây. Hai người nhìn cho rõ. Ngài là Đức Toàn An, Đức đại nhân sao?
Mau nói đi, có phải không? Là Đức Đại Nhân. Không thì sao lại trông phóng khoáng thế được chứ? Đang nói chuyện quan trọng đó. Khâm Sai Đại Nhân đã nói ba ngày sau mới tới huyện Thanh Hà. Sao lại tới đột xuất vậy chứ? Đúng lúc ta đang làm công vụ ở gần đây nên tới sớm vài ngày. Vậy sao không tới huyện Nha tìm ta? Không giấu gì Ngũ Đại Nhân, chuyện ta tra xét Dạ Minh Châu đã hơn 10 năm. Người và việc liên quan đều rất phức tạp. Nơi ta tới ắt sẽ có nhiều kẻ tìm bảo vật bám theo. Vậy nên ta âm thầm lẻn vào nơi ở của nạn nhân là để người khác không phát giác. Vậy bản quan muốn hỏi ngài, hai người đè ta rồi, hai vị bị thần kinh hả? Đức Đại Nhân và ta có việc quan trọng cần bàn. Mời Đức Đại Nhân, mời. Mời Đức Đại Nhân, ngài ấy nhìn ta rồi, ngài ấy nhìn con rồi. Ngũ Đại Nhân cũng thấy đó. Vụ án Dạ Minh Châu không hề nhỏ. Hễ có động tĩnh gì là cả đám liều mạng tìm bảo vật sẽ kéo tới. Hôm đó ta bịt mặt tới là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Nói như vậy Dạ Minh Châu quả thật ở huyện Thanh Hà. Theo tình hình ta điều tra được, quả là nó có khả năng từng xuất hiện ở Vọng Xuân Lâu. Xem ra các Tử Xuân vì tìm được Dạ Minh Châu mới gặp quả sát thân. Ngũ Đại Nhân, ngài kết luận thế thì hơi dội. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta trong việc điều tra Dạ Minh Châu, lời đồn về Dạ Minh Châu trên giang hồ quả thực có quá nhiều. Có rất nhiều chỗ đều ghi chép về Dạ Minh Châu từng xuất hiện. Cũng có nhiều người tìm bảo vật đã nói là tìm được Dạ Minh Châu. Nhưng dù có người tìm được thật thì cũng có thể là đồ nhái. Đức Đại Nhân nói chí phải, nên vụ án này vô cùng phức tạp. Trong quá trình điều tra, ngoài việc phải chú ý thêm tin về Dạ Minh Châu, manh mối khác cũng không được bỏ sót. Nhưng với thái độ làm việc hiện tại của thuộc hạ Ngũ Đại Nhân, xin Đức Đại Nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cùng thuộc hạ dốc toàn lực cấp tốc phá án. Đã thế thì tranh thủ phá án đi. Xin cáo từ. Đức Đại Nhân đi thông thả. Ra đây đi. Lão gia, Đức Toàn An rốt cuộc có lai lịch gì? Đúng thế, vừa đến đã đập bọn ta một trận, giờ lại ra vẻ tổng chỉ huy. Đúng thế, ta thấy Đức Đại Nhân này sao mà đáng ghét quá. Đó là người hoàng thượng cử tới giúp ngài phá án, hay quan gia tìm ngài báo thù thế? Với lại phu nhân và hỷ thước đối xử với ngài ta sao còn hơn ta? Không phải sao mà còn tốt hơn ngài? Được rồi, chuyện liên quan tới vụ án thì nói, không liên quan thì im mồm. Ta quyết định rồi, ai phá được án các Tử Xuân, cúp sẽ là của người đó. Cơ hội tới rồi, cúp. Cố lên. Không phải cố gắng. Nghe ta nói. Khách quan, bánh bao của ngài mời dùng. Nghe nói gì chưa? Bảo bối Dạ Minh Châu xuất hiện lần cuối ở Vọng Xuân Lâu. Nhưng ta nghe nói bảo bối đó bị ông chủ Vọng Xuân Lâu Hoàng Tam Thái cất giấu. Hoàng Tam Thái chết lâu rồi mà, vẫn còn đứa cháu tên Hoàng Tam Tôn, sống ở trong ngõ phía trước. Không phải vợ các Tử Xuân đây sao? Này, sao cô tới đây? Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, muốn báo với Ngũ Đại Nhân. Có chuyện gì thì cứ nói với ta đi. Mấy bữa trước có một nam nhân rất hung dữ tới nhà tìm ta, bảo các xuân tử nhà ta nợ hắn 100 lượng, còn nói nếu không trả thì sẽ giết chàng ta. Kẻ này tên gì?
Không biết, nam nhân đó cao gầy, mặt có vết sẹo, còn bảo nếu Cát Tử Xuân về thì đến quầy thịt Lý Gia tìm hắn. Quầy thịt Lý Gia? Ngươi là Hoàng Tam Tôn? Phải. Làm cái gì đó? Làm hết hồn. Chỗ ngươi có một người mặt sẹo gầy gầy phải không? Người làm hắc ngủ của ta, đúng như ngươi tả. Gọi hắn ra. Đợi chút. Hắc ngủ, hắc ngủ. Tới ngay, tới ngay. Sao vậy ông chủ? Làm gì thế hả? Rượu của ta. Đi, ta đưa ngươi tới Quyện Nha. Tới Quyện Nha làm gì? Không sao, đừng sợ. Đi là ngươi biết thôi. Đi, đi. Đừng qua đây. Tránh ra. Biến đi. Namaskar. Namaskar. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi ở đây bao lâu rồi? Ta ở lâu rồi. Bắt người đó, theo ta. Bắt sai người rồi đó. Về rồi hả? Án mạng đó chàng điều tra tới đâu rồi? Phụ nữ như nàng, sao mà quan tâm tới chuyện nha môn thế? Coi chàng nói kìa, giờ ai mà không quan tâm cúp vàng ở nha môn chứ. Hôm nay vợ của Sở đại đảm nam bắt đầu truy phong thái, họ đều nói với ta cúp đó là của họ. Ta cãi với họ cả ngày đó. Công nhận phụ nữ là nhiều chuyện nhất. Còn nữa, ba người họ bắt được nghi phạm rồi. Nghi phạm? Không thể nào. Không lẽ chàng còn chưa bắt được người? Nàng còn không hiểu ta sao? Bình thường ta luôn khù khờ, phá án càng không có đầu mối. Giờ phải làm sao? Không bị người ta cướp hết còn đâu. Chàng không thể chịu khó động não hay sao? Chàng nghĩ xem, vụ án này rốt cuộc có liên quan tới ai? Phu nhân, mời uống rượu. Lưu Nghĩa Thủ, ngươi đang bày trò gì thế? Phu nhân, thực ra hôm nay ta tới để báo cáo tình hình vụ án. Đúng, vụ án tra thế nào rồi? Phu nhân, vụ án tiến triển rất là thuận lợi. Nhất là bốn nha dịch kia, họ đi sớm về khuya, dốc hết tâm huyết, lập công lớn cho vụ án này.
Nhưng... À ừ gì? Rất cố gắng. Rồi thì sao? Rồi thì... Rất cố gắng. Có chuyện gì phải báo cho ta chứ? Ngươi không nói thật, làm sao ta phá án? Không phải. Nhưng ta... Ta không thể nói. Phu nhân, đi thôi. Phu nhân, phu nhân. Huynh xem phu nhân cho huynh cơ hội rồi, huynh còn không mau nói. Ta nói. Phu nhân, chuyện là thế này. Triều đình cử ngự sử tới là để giúp chúng ta phá án. Thế nhưng bốn nha dịch kia vì tranh công mà chia nhau ra tìm manh mối, tìm được manh mối cũng không báo cho lão gia. Không phải, quan trọng nhất là không báo cho phu nhân. Nên ta cảm thấy việc này e là bất lợi cho vụ án. Không phải đâu phu nhân, ta không có ý gì khác. Hiểu rồi. Điều ngươi báo ta rất có ích. Bị ngứa họng. Phu nhân. Thứ gì vậy? Món quà nhỏ không đủ tỏ lòng thành. Phu nhân, này không phải dây chuyền người không giành được ở ngày hội đại hạ giá thế kỷ 11 tháng 11 sau. Người xem có đẹp không? Không đẹp. Vậy mới đẹp. Đúng đúng, vậy mới đẹp. Phu nhân đeo đẹp quá. Thế này mới đẹp. Phu nhân, người xem cúp của ta. Không phải, phu nhân, người xem cúp của ta. Người muốn gì thì lén lấy đi. Ta đẹp tới thế này cơ mà. Phải làm sao đây? Đưa nghi phạm lên. Tri Phong Thoái, lão gia, ngươi bắt ai thế? Bẩm lão gia, kẻ này tên là Hắc Ngũ, từng cho Cát Tử Xuân mượn 100 lượng, còn đi tìm vợ Cát Tử Xuân và nói rằng nếu Cát Tử Xuân không trả tiền thì sẽ giết hắn. Đại nhân, tiểu nhân ngoan quá. Quả thật nửa năm trước Cát Tử Xuân có mượn 100 lượng của ta, do ta cũng đang lúc cấp bách mới tìm vợ hắn đòi nợ. Cát Tử Xuân cũng là bạn ta, ta chỉ cần tiền, sao giết hắn được chứ? Ngươi còn ngụy biện sao? Nếu ngươi không giết người thì sao thế ta lại chạy chứ? Ta cũng nợ tiền người ta, tưởng ngài tới đòi nợ. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ngài cũng đâu có hỏi ta. Ngươi, Ngũ đại nhân, rõ ràng là không đủ chứng cứ. Đưa xuống đi. Không phải. Gì mà không đủ? Lão gia, ta... Lui, lui xuống đi. Tại ngươi hết. Đi. Nói ta không có chứng cứ. Sao nào, lộ ra cái dốt rồi phải không? Người tiếp theo, người của ta mới là hung thủ. Cúp không có duyên với huynh rồi. Mau đi, ta thấy cũng chưa chắc đâu. Đi. Hỷ Thước, dạo này tâm trạng không vui sao? Tâm trạng ta khá tốt mà. Vậy tâm trạng phu nhân thế nào? Tâm trạng phu nhân cũng khá tốt. Chuyện này sao? Huynh muốn gặp phu nhân sao? Theo ta. Quỳ xuống. Sở đại đảm. Ngươi bắt ai đây? Bẩm lão gia, hắn là kẻ vô gia cư, cắm rễ ở vọng Xung Lâu. Tối hôm xảy ra vụ án, hắn cũng có mặt, hiểm nghi cực lớn. Phu nhân, đây là phấn ta nhà người đem từ Tây Vực về cho người. Nghe nói dùng nó rồi da dẻ sẽ mềm mịn, trong nháy mắt. Xin phu nhân nhận cho. Không, nếu lấy thì quá là không nể mặt. Đem đi. Ta nghe nói bốn nha dịch các người vì tranh công mà mạnh ai nấy tìm manh mối, không tích cực báo cấp trên phải không? Phu nhân, người đừng nghe bọn thuộc hạ nói bậy bạ. Bốn người bọn ta tuy không phải huynh đệ ruột, nhưng bọn ta trước nay đều đồng lòng một dạ, dốc sức một nơi. Bọn ta không như họ nói đâu. Đã không phải, vậy tra ra gì rồi? Nói ta nghe xem. Dân phu nhân. Hắc Ngũ, dân còn không mau khai thật với phu nhân. Nếu người không nói thật
là cho ngươi ăn gậy tới chết. Ta nói lúc trước các tử xuân tìm ta mượn tiền, bảo là tìm người biết chuyện tìm bảo vật và hứa hẹn tìm được bảo bối sẽ chia ta một nửa, nhưng qua bao lâu vẫn bạc tinh. Nhưng trước khi chết hắn quả thật có tìm ra, hắn nói sắp thành công rồi, bảo bối sẽ về tay. Người biết chuyện đó là người thế nào? Chuyện này ta không rõ. Người biết chuyện, kẻ chết đó về sau ta mới biết. Hôm đó ta không hề tới đó. Không phải, ngươi không tới Vọng Xuân Lâu, vậy ngươi đi đâu? Dạo trước có một người dẫn một đám thuộc hạ tới Vọng Xuân Lâu cho ta chút tiền, kêu ta dọn khỏi chỗ đó. Ta cũng không hiểu tại sao, chỉ đành đi thôi. Ta còn chả quen người chết kia, tại sao phải giết hắn chứ? Ta dừng tay, ta tẩn ngươi. Hắn đã bảo có người kêu hắn đi, tại sao ngươi không điều tra tiếp? Ít nhất phải vẽ được dáng vẻ của kẻ đó. Lối tư duy phá án đơn giản như thế mà ngươi cũng không biết sao? Đúng vậy, còn ngây ra làm gì? Mau lui, lui xuống đi. Đi. Nhìn là biết huynh bắt nhầm người rồi. Người của ta mới là hung thủ. Đi. Đi. Lão gia, Nam bắt đầu, ngươi bắt ai thế? Lão gia, hắn là cháu của Hoàng Tam Thái, Hoàng Tam Tôn. Hoàng Tam Tôn, đúng vậy không sai. Vào đi. Phu nhân tới rồi sao? Phu nhân, thẻ khách quý. Thẻ khách quý gì? Thẻ khách quý tiệm xông hơi Thư Giãn. Tiệm xông hơi Thư Giãn, nghe nói tốt cho da phụ nữ, làm đẹp dưỡng nhan. Người mau đi thử đi. Quyện mình tiệm xông hơi Thư Giãn nào tốt nhất? Phu nhân, con nghe nói tiệm Thành Đông tốt nhất. Đúng, Thành Đông. Vậy sao? To gan. Bọn ta tới gì cái này sao? Bọn ta tới để tra án. Nghe nói bốn người tra án, ai nấy cũng giấu manh mối. Có chuyện này không? Không có, không dám. Bọn ta không dám. Tên vô gia cư này đã nhận ra hung thủ, ta vẽ lại chân dung rồi. Người xem đi. Này có phải là mẹ của ngươi không? Ý nhầm. Là tấm này. Người này sao? Đứng xa tí để ta xem. Được. Nhích qua bên đó tí. Ngươi là hung thủ? Không phải, để ta vẽ lại. Xin lỗi, nghe nói lúc đầu Dạ Minh Châu ở trong tay ông chủ Vọng Xuân Lâu Hoàng Tam Thái, sau đó truyền cho Hoàng Tam Tôn. Hoàng Tam Tôn biết các tử xuân sắp tới cướp Dạ Minh Châu, nên hắn đã giết các tử xuân. Hoàng quá lão gia, ông nội ta chết sớm, lúc cha ta còn sống đã tiêu hết tài sản trong nhà. Ta không biết Dạ Minh Châu gì hết, cũng không quen ai tên các xuân tử. Ngụy biện. Vậy ngươi nói xem, vậy sao ngươi vội vàng chuyển nhà chứ? Giờ người tìm bảo vật đều tới tìm ta, ép ta giao Dạ Minh Châu, không thì lấy mạng của ta. Ta bị ép tới hết cách, chỉ đành chuyển nhà. Nói dối. Dạ Minh Châu ở trong tay ngươi, mau giao ra. Đại nhân, nếu mọi người không tin, có thể tới khám xét nhà ta. Nam bắt đầu, ngươi có xét ra không? Không. Không. Thôi bỏ đi, lui xuống. Lui đi, ngậm cái miệng môi dày lại. Có ngậm thì ngài cũng mắc nhầm người rồi, mãi không tới lượt ta. Đi. Có đến được thì ngài cũng mắc nhầm người rồi. Đi, qua kia. Ngươi dám nói vụ án này không liên quan gì tới ngươi không? Quỳ xuống. Lão gia, đã đưa nghi phạm tới. Nhất căng cân, ngươi bắt ông chủ quán trọ Cát Tường sao? Ngũ đại nhân là Thảo Dân. Thảo Dân bị quan, tự dưng ta bị hắn bắt tới đây. Mấy năm trước có một người tự xưng là thư sinh tới tìm ta, nói muốn viết truyện ký cho ông nội ta, hỏi một đống chuyện về ông nội ta. Ta còn cho hắn xem lưu bút thường ngày của ông nội, nhưng sau đó ta phát hiện hắn là tên lừa đảo, nhắm vào Dạ Minh Châu. Kẻ viết sách tên gì?
Lâu quá rồi, không nhớ nữa. Nhất Căng Cân, sao đến người tốt ngươi cũng bắt hả? Lão gia, ta thấy mọi người đều bắt được nghi phạm, vợ lại ép ta, nên ta đành đưa hắn. Được rồi, các ngươi đang đem cảm xúc tranh công vào việc phá án. Ngươi... Được rồi, lui, lui đi. Đi. Đi mau. Ngươi to gan quá nhỉ. Nhất Căng Cân, bắt người tốt về làm gì? Phu nhân, ta biết sai rồi, nhưng hắn có hiểm nghi thật mà. Các tử xuân nợ tiền hắn rồi, đừng nói nữa. Ngươi có thể lừa lão gia, không thể lừa ta. Hoàng thượng nói ta có quyền phủ quyết. Cẩn thận ta và tội ngươi trước mặt hoàng thượng. Ông run gì? Ta không run. Tha mạng. Tha mạng. Tự nhiên ông kêu tha mạng. Ai muốn giết ông sao? Lúc các tử xuân chết, quả thực có người từng tìm hắn. Vậy sao ông không nói cho bọn ta biết? Thì lúc đi kẻ đó để lại cho ta chút tiền. Hắn bảo đóng tiền phòng cho các tử xuân. Nhưng rồi hắn lại nói, nếu ta dám nói hắn từng tới, thì hắn sẽ... Thế nào? Nói. Hắn sẽ giết ta. Đừng sợ, bọn ta bảo vậy ông. Cho bọn ta biết kẻ đó tên gì, trông thế nào. Nói. Ta không biết hắn tên gì, nhưng ta thấy hắn có đeo lệnh bài bên hông. Lệnh bài. Hình như lệnh bài viết là gì? Nói. Ngài đừng nhìn ta, nhìn là ta căng thẳng không nhớ ra nổi. Che mắt lại, đừng nhìn ông ấy. Từ từ nghĩ, nghĩ xong thì nói cho bọn ta biết. Nói được chưa? Nhớ ra rồi. Có hai chữ gia cát. Gia cát Lượng. Đúng vậy, chính là ông ấy. Vậy Lưu Bị thành đồng lõa rồi sao? Phu nhân, Gia Cát Lượng không phải là đã chết rồi sao? Quan đường quá thể. Cho dù là gì cấp thì cũng không thể tùy ý bắt người. Cả Lưu chủ bộ nữa. Ta bảo ngươi tìm tác giả Đại Thanh Tầm Bảo Ký. Ngươi tìm ra chưa? Bẩm lão gia, ta tra ra rồi. Tác giả tên sách là Gia Cát Thiên Thành. Ta hỏi ngươi hắn là người như thế nào? Người này chắc không liên quan tới vụ án. Chưa tra thì nhận đi, lại còn không liên quan nữa chứ. Đúng thế, tuy bọn ta tra nhầm, nhưng ít nhất cũng đang điều tra. Có đúng không? Mấy người không biết đâu. Lưu chủ bộ dạo này bận đi hẹn hò với cô nương đó, phải không? Không hề quan tâm tới việc phá án. Huynh, nếu như vậy thì ta nghĩ nên loại Lưu chủ bộ đi. Đừng cho hắn tranh cúp với mình nữa. Đúng không? Đúng, không sai. Nói rất hay. Lý nào lại thế? Hạ bệ nhau, tạo phản hả? Mau, đi tìm manh mối cho ta. Nhớ là phải đoàn kết. Dân, lão gia. Phu nhân, hay mình tìm lão gia nhờ giúp đi. Không cần. Lão gia ghép này ghép nọ là phá án được rồi mà. Đúng thế, vụ án này ta phải giải ra. Ta phải cho lão gia biết tại sao hoàng thượng cắt cử ta giám sát ông ta. Nào, mình xem thử. Bây giờ có ba người. Đúng, ba người đàn ông. Ba người đàn ông liên quan tới vụ án này. Nhìn ra gì chưa? Không nhìn ra gì. Đó là điểm đột phá. Không nhìn ra gì thì phải đi điều tra. Đi đâu điều tra? Hiện trường vụ án.
Phu nhân, phu nhân, ở đây không có ai. Người xem đã quan tàn thế rồi, không có ai sao? Không, vậy không cần như thế này nữa. Không cần, đi xung quanh xem có manh mối gì không. Hỷ Thước, Hỷ Thước, Hỷ Thước, gì vậy? Phu nhân, này là đánh lửa con phát minh. Đạo cụ tây quá. Trả cô. Đi tìm quanh đi. Được. Hỷ Thước, cô nghĩ đây là gì? Phu nhân, hình như là một món bảo vật. Đây là manh mối. Phu nhân, cái này cũng đẹp ghê. Để chỗ con đi. Để chỗ ta. Để chỗ con. Để chỗ ta. Để chỗ ta. Tìm tiếp đi. Phu nhân, người xem, bốn bề chẳng có gì. Mình tìm gì đây? Không đúng. Nghĩ mà xem. Tại sao chỗ này lại có cái hầm? Đúng thế. Ta nghĩ Dạ Minh Châu vốn để chỗ này. Các tử xuân phát hiện ra nên đem Dạ Minh Châu đi. Vậy nên hắn mới bị giết. Mùi gì thế? Khói nhiều quá. Phu nhân, người coi, cháy rồi. Cháy rồi phu nhân. Mình có chết không? Đừng sợ Hỷ Thước, đừng sợ. Đừng sợ. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Có ai không? Cứu mạng. Mấy người nói xem, phu nhân sẽ không bị gì chứ? Ta bảo này Lưu chủ bộ, phu nhân bị thương. Ta thấy huynh còn căng thẳng hơn lão gia. Thôi đi, nói gì thế hả? Không sai, mấy ngày nay huynh cứ lượn lờ bên phu nhân. Đã lúc nào rồi? Các người còn nói thế nữa. Chủ bộ, Hỷ Thước tới rồi. Hỷ Thước, xe ra. Sao chỗ nào cũng có huynh vậy chứ? Hỷ Thước, đợi chút. Phu nhân sao rồi? Không bị gì nặng chứ? Do các người hại cái đó. Còn đổ cho bọn ta nữa. Đúng vậy, các người bắt không đúng người. Cung cấp manh mối cũng sai. Nếu các người tra án hẳn hoi, không chia ra hành động, thì phu nhân có cần lo không? Nếu phu nhân không lo thì có bị thương không hả? Hỷ Thước, Hỷ Thước đừng sốt ruột. Phu nhân cần gì, cô cứ việc la lên. À đúng rồi, Hỷ Thước, đừng đối xử với bọn ta như vậy. Bọn ta chắc chắn dốc hết sức điều tra được chứ. Hỷ Thước, Hỷ Thước, qua đây. Lão gia, cô không sao chứ? Con không sao. Phu nhân đâu? Lão gia đừng lo, phu nhân cũng không sao. Mai mà có Đức Đại Nhân cứu bọn con. Đức Đại Nhân đang dẫn công trị thương cho phu nhân. Dẫn công trị thương sao? Cô bị thương rồi. Hay để ta cởi áo trị thương cho người. Vội thế làm gì? Ta... Lão gia, ta dễ nhỉ?
Ta dễ nhỉ? Không phải. Ta dễ nhỉ? Lão gia, ta liều với các người. Đâu rồi? Ngũ đại nhân. Hai người đang làm cái gì vậy? Ông tới làm gì? Ta nghe nói hai người đang dẫn công trị thương. Sao không cởi đồ? Ông coi tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi phải không? Trị thương từ xa cần cởi đồ sao? Ông vẫn chưa nói. Ông vào đây làm gì? Đúng nhỉ? Ta vào làm gì? Đúng đó. Làm gì? Đúng rồi. Ta nghĩ vận công trị thương là việc tốn sức. Ta vào để hỏi hai người có đói không. Ta cán cho hai bát mì. Đừng nói bậy. Nếu không phải vì ông phá án tệ thì ta có bị thương không? Mà thưa cô, ta phán không liên quan gì tới bà được chứ? Được. Vậy ta mặc kệ. Giờ phiền ông cuộn người lại, lăn ra khỏi phòng ta, biến khỏi tầm mắt ta. Phu nhân, đức đại nhân, mình làm thôi. Đi thì đi. Đức đại nhân, mình làm thôi. Tởm quá. Lão gia, bởi do bọn ta nóng lòng tranh công mà suýt làm hại phu nhân mất mạng. Lão gia, bọn ta sai rồi. Các ngươi được quá nhỉ? Biết sai chưa? Biết rồi. Đứng dậy. Mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn. Mau nói hết manh mối các ngươi biết cho ta. Theo ông chủ quán trọ và Hoàng Tam Tôn xác nhận, kẻ viết sách và kẻ ghé thăm là người trong tranh. Kẻ gửi sách và kẻ viết sách có quan hệ gì đây? Kẻ viết sách và kẻ ghé thăm và kẻ gửi thư rốt cuộc có quen nhau không? Kẻ gửi thư, kẻ viết sách và kẻ này rốt cuộc có phải rối lắm đúng không? Rối lắm ạ. Sách, heo, sách, sách gì? Lão gia có nói mà, có một quyển trong đó viết về Dạ Minh Châu, tìm ra Dạ Minh Châu, rồi tìm quyển sách đó, tìm ra quyển sách đó, là tìm ra Dạ Minh Châu, tìm ra Dạ Minh Châu, là có thể phá án. Đi. Lão gia, bọn ta nói hết những gì cần nói rồi. Kẻ biết chuyện, kẻ viết sách, kẻ ghé thăm, xem ra nghi phạm chắc là Gia Cát Thiên Thành. Tại sao? Tại sao? Rất đơn giản. Người coi thứ tự là thế này. Kẻ viết sách là Gia Cát Thiên Thành. Sau khi Gia Cát Thiên Thành đi tìm Hoàng Tam Tôn mới viết ra quyển sách Đại Thanh Tầm Bảo Ký. Các Tử Xuân xem quyển sách này nên tìm Hắc Ngũ mượn tiền và đi tìm kẻ biết chuyện Gia Cát Thiên Thành. Kẻ ghé thăm cũng là Gia Cát Thiên Thành, nên sau đó mới có lệnh bài Gia Cát. Gia Cát Thiên Thành tới quán trọ tìm Cát Tử Xuân. Chắc hai người đã bàn nhau cùng nhau tới Vọng Xuân Lâu. Nhưng Gia Cát Thiên Thành muốn chiếm bảo bối cho riêng mình nên đuổi kẻ vô gia cư đi trước một ngày, còn cho ông chủ quán trọ phí bịt miệng. Cao, quả thật cao siêu. Lão gia, ngài phán trong một phút luôn đó. Luôn nghĩa thủ, lão gia bảo người điều tra tin tức về Gia Cát Thiên Thành. Người tra ra chưa? Chuyện này gì mà này nọ. Lão gia, thật sự ta không ngờ hung thủ là Gia Cát Thiên Thành. Chủ bộ, ta khó hiểu quá. Từ khi nào mà huynh và Gia Cát Thiên Thành thành đồng môn? Đúng thế, sao huynh không nói sớm? Này là che giấu manh mối, tội không thể tha, biết không? Đừng đừng. Trai tơ già, lần này cúc không có duyên với huynh rồi. Thôi đi. Lão gia, dạo trước hắn mới quay về. Gia Cát Thiên Thành này văn võ song toàn, ta đã sùng bái hắn từ nhỏ. Lần này là ta quá tin tưởng hắn nên ta mới... Được rồi, mau dẫn ta đi tìm hắn. Báo đức đại nhân truy nã Gia Cát Thiên Thành. Dân, lão gia. Hey! Go!
Ngũ đại nhân, đây... Còn không qua phủ đi, rõ. Lão gia, là con, biết. Mau mau. Đừng véo tay ta, chỗ này đau lắm. Vậy nói cho Thúc nghe, mai mốt còn nghịch nữa không? Không nghịch, không nghịch nữa. Ngươi thích nghịch thì nghịch đi. Người đâu? Có. Đưa Gia Cát Thiên Thành về huyện nha. Rõ. Đi. Đi. Gia Cát Thiên Thành to gan nói, có phải người giết Cát Tử Xuân hay không? Ta có quyền giữ im lặng. Gia Cát Thiên Thành, ngươi làm nhiều việc ác, cuối cùng cũng bắt được ngươi để trừng trị rồi. Năm xưa để tìm Dạ Minh Châu, ngươi đã giết hại đệ tử ta, Tử Nhân, lẫn trốn nhiều năm. Lần này ngươi chết chắc rồi. Nam bắt đầu. Có. Cho ta xem vai phải của hắn. Rõ. Gia Cát Thiên Thành, ngươi còn gì để nói? Để đoạt Dạ Minh Châu, ngươi đã ẩu đả với Cát Tử Xuân. Hắn cầm gậy gỗ tự vệ, vết thương trên vai ngươi khớp với gậy gỗ, điều đó đủ chứng minh hai ngươi đã đánh nhau. Ngũ đại nhân quả là danh bất hư truyền. Lúc Cát Tử Xuân chết, tay trái quả thật cầm một cây gậy gỗ. Suy đoán chặt chẽ như thế, thật làm ta bái phục. Người đâu? Có. Giải Gia Cát Thiên Thành vào đại lao. Dân đại nhân. Lão gia, ta đã sớm biết hung thủ là Gia Cát Thiên Thành. Vụ án này đã phá, nói phải giữ lời. Không vội. Tại sao không vội? Bởi vì hung thủ là kẻ khác. Ngũ đại nhân, sao lại nói vậy? Bọn ta đã kiểm tra hành lý của Gia Cát Thiên Thành, không tìm thấy Dạ Minh Châu. Không lẽ hắn đã chuyển Dạ Minh Châu đi? Không có. Thực ra Dạ Minh Châu đang ở trong tay ngài. Ngài mới là hung thủ giết Cát Tử Xuân. Ngũ đại nhân, ăn cơm có thể ăn bừa, nhưng không thể nói bậy. Ta không có chứng cứ xác thực thì dám nói bậy được sao? Lão gia, tìm được ở chỗ của Đức đại nhân. Đức đại nhân ngài còn gì để nói nữa đây? Ngài lại nghi ngờ ta.
Không giấu gì, ta đã nghi ngờ ngài lâu rồi. Ngài đột ngột dùng một ngày để tới huyện Thanh Hà, ta đã thấy ngài chắc chắn có vấn đề. Tại sao? Vừa rồi Đức Đại Nhân còn nói Cát Tử Xuân cầm gậy gỗ tay trái. Trước đó ta có nói với ngài Cát Tử Xuân cầm gậy gỗ trong tay, nhưng không nói là tay nào. Sở dĩ ngài biết vì ngài đã tới hiện trường. Hắn cầm gậy gỗ tự vệ. Lúc Cát Tử Xuân chết, tay trái quả thật cầm một cây gậy gỗ. Ta đã xem bản vẽ khám nghiệm nên mới biết. Bản vẽ khám nghiệm, họ đang bận tranh công, vốn chẳng ai vẽ lại đâu. Lão gia, còn cái này nữa. Thứ này trông có vẻ giống đá quý, thực ra là đồ trang trí từ bảo kiếm của Đức Đại Nhân. 5 năm trước, có một thôn vì Dạ Minh Châu mà xảy ra một cuộc bạo loạn và chém giết giang hồ. Người cả thôn gần như bị cuốn vào. Trong cuộc bạo loạn đó, đệ đệ ta Tử Nhân cũng vì ta mà hy sinh. Ta cũng chỉ đành đem theo kiếm của đệ ấy tiếp tục hành tẩu giang hồ. Dám cho ta thử không? Dự in đó phu nhân. Hôm đó Ma Thúy Cô ở Vọng Xuân Lâu, vừa hay đại nhân cũng ở đó. Mục đích của ngài là để tìm món đồ trang trí này, nhưng vì không tìm thấy nên dứt khoát phóng hỏa. Lão gia, sau đó ngài ta lại cứu bọn ta. Không sai, ngài ta diễn dở anh hùng cứu mỹ nhân, mục đích để lão gia tin ngài ta là người tốt. Nhưng tại sao ngài muốn giết Cát Tử Xuân chứ? Đúng thế, mục tiêu của ta không phải là Cát Tử Xuân, mà là Gia Cát Thiên Thành. Năm xưa vì tìm bảo vật, hắn giết đệ đệ của ta Tử Nhân, ta thề phải bắt hắn đền mạng. Ngài biết Dạ Minh Châu ở huyện Thanh Hà, chắc chắn Gia Cát Thiên Thành sẽ tới, nên ngài ở đây chờ hắn. Không ngờ giữa đường Cát Tử Xuân nhảy ra, khiến ngài giết nhầm người. Ngũ Tứ Lục, Ngũ Tứ Lục, ngài không hổ là mười huyện lệnh giỏi, cao thủ phá án danh bất hư truyền. Đâu có, thực ra ta và thuộc hạ của ta cũng có chỗ sai sót. Trong lúc phá vụ án này đã đi vòng rất nhiều. Đức Đại Nhân, nghe bản quan khuyên một câu, chịu tội đi. Chẳng lẽ chỉ với mấy người mà muốn bắt ta chịu tội sao? Ta lấy Dạ Minh Châu không phải vì bản thân, ta vì để vợ con của huynh đệ mình được sống hạnh phúc. Còn cái tên Gia Cát Thiên Thành tội đáng muôn chết kia nữa, ta hận không thể giết hắn ngay bây giờ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chuyện nào ra chuyện đó. Ngài đã giết người ở huyện Thanh Hà ta thì phải chịu tội. Vậy thì đã sao? Không lẽ là dựa vào họ sao? Ai làm gì được ta? Bắt lấy cho ta. Dân, đại nhân, sáng suốt một đời, vẫn nên nhận tội đi. Ta vốn muốn đem Dạ Minh Châu đêm nay rời khỏi đây, từ nay thói ẩn giang hồ. Nhưng ta không thể ngờ tốc độ phá án của các người lại nhanh như vậy. Vậy đừng trách ta vô tình. Phu nhân, phu nhân, đón lấy. Come on!
đi này. Lão gia, lão gia, ông an toàn rồi. Lão gia, đừng sợ. Ta muốn biết khi nãy ai đá ta. Này đại ca, làm người phải thành thật. Vừa rồi là ngài đá. Là ngài, là ngài. Đúng đó, là ngài, là ngài. Đúng vậy, là ngài, là ngài, là ngài, là ngài, là ngài. Thể thức. Phu nhân, để bọn ta. Lão gia, ông coi nam bắt đầu, sao phải xài nhĩ hồ chứ? Ôi trời ơi, xin cô đó, đó là tam quyền mà. Sao mới trong chớp mắt đã thành ra thế này rồi? Làm lố quá, ghê quá đi mất. Bọn ăn hại. Nói ai vậy? Hay, hay lắm. Cũng chết này. Cho hắn té chết đi. Lên. Nam bắt đầu, lấy pháp bảo ra. Cùng lên. Hay. Ngươi được. Ngươi được lắm. Ngươi lì đòn ghê. Vẫn ngầu vậy. Ngầu sao? Mình đi xem thử đi. Chủ bộ ta phục thiệt. Tiểu tử này chịu đòn giỏi phết. Đánh vậy mà vẫn không sao. Đúng vậy, ta đánh như vậy hắn vẫn chịu đòn ghê thật. Sao huynh đánh ta? Đúng là rất ngầu. Đúng là rất ngầu. Ôi mẹ ơi, vẫn đánh hội đồng sao? Năm người nếu mà đoàn kết được như hôm nay, ta tin vụ án đã được phá lâu rồi. Hung thủ cũng sớm bị tróc nã quy án. Có điều hôm nay làm rất hay. Lão gia phải khen ngợi mọi người. Lão gia, án đã phá rồi, thì cách này nên đưa ai đây? Ta tin họ sẽ tự chọn được.
Cái tên này đáng ghét quá. Đời đời kiếp kiếp trấn thủ biên quan. Nam bắt đầu. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cái cấp này phải cho huynh. Coi bộ dáng anh ấy, anh tuấn phóng khoáng, phong lưu hào hoa, ai gặp cũng yêu. Hôm đó mình bắt gia Cát Thiên Thành là huynh giúp ta thoát hiểm. Không thì ta chắc chắn đã bị đánh lén rồi. Nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng rồi đúng không? Nên là phải cho huynh. Không không, chuyện này ta thấy hơi quá rồi. À, cách này. Cúp hôm nay trao cho ai? Ai? Theo ta trao cho Đại Đảm, không lỗ tí nào. Đại Đảm, hôm bắt gia Cát Thiên Thành, chế phục đại lực sĩ đó, Đại Đảm đã ra quay hầm. Đúng, cho huynh. Không được, ta bắt đại lực sĩ đó toàn nhờ Truy Phong Thoái phụ. Liên quan gì ta đâu. Cúp này nên trao cho Truy Phong Thoái. Đúng vậy, xem người ta đi, dùng kiếm bốn phương, tróc nã hung đồ, khi khá anh hùng ngút ngàn của giang sơn. Ta kính ngưỡng muôn phần. Đại Đảm huynh ghét quá. Ta đâu có tốt như huynh nói. Cùng lắm người ta chỉ chạy giặt thôi. Ở huyện nha mình, nếu nói người có trí tuệ nhất thì phải nhắc tới Lưu Chủ Bộ. Đúng, là do Lưu Chủ Bộ giết Quyện Chí và cả lời kết án gì đó. Tuy ta không biết chữ, nhưng người ta viết quá hay luôn. Không phải, với lại lần này bắt đứt toàn an. Thật sự ta không ngờ Lưu Chủ Bộ không màng an nguy của mình xông ra trước chúng ta. Cảm động hết sức mà. Cúp này chắc chắn phải trao cho Lưu Chủ Bộ rồi. Lưu Chủ Bộ. Không phải. À thì quá lời rồi, quá lời rồi. Thật ra ta chỉ là một thư sinh thôi. Ta Lưu Chủ Bộ, huynh khiêm tốn quá. Không phải, không phải ta khiêm tốn, mà là bốn người khiêm tốn. Huynh coi, ta chỉ là một thư sinh, không có bản lĩnh gì, đâu như các huynh đệ đây. Đánh bằng đao kiếm thật, đó là cống hiến bằng cả sinh mạng. Mọi người nhìn xem, gì nhỉ? Tư thế hào hùng, sắc mặt như ung như sói, rồng bay hổ bước. Các huynh đệ, ta cảm thấy mọi người mới là nền tảng quan trọng để phát triển an toàn ổn định tích cực ở huyện Thanh Hà. Nghe thấy chưa? Nói hay quá chừng. Nghe ta nói. Vậy nên ta thấy cúp này nhất căng cân. Đừng đừng đừng, gì mà lại lôi ta vào? Không phải không phải. Hay là cho sỏ Đại Đảm cũng được, ta không lấy. Cho huynh, nhìn ta làm gì? Ta cũng không lấy. Khiêm tốn, Lưu Chủ Bộ. Nam bắt đầu, cho huynh, cầm đi đi. Làm như thế ta thèm muốn lắm ấy. Không ai lấy, ta cũng không lấy. Không lấy thì thôi. Lão gia, lão gia, lão gia. Hành động của mọi người làm lão gia rất vui. Để không ảnh hưởng tới sự đoàn kết nên ta trao nó cho người khác vậy. Trao cho ai? Trao cho con lừa của ta. Đừng mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
先生，我们剧组里有一个花痴。宝贝，这是只母猴。嘿，这是只老猴。